chào các bạn trở lại kênh của Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Tây Nam theo quẻ huyền không phi tinh. Lập quẻ phong thủy nhà theo huyền không phi tinh có thể luận được thời điểm cát hung của một mảnh đất, của những thành viên trong gia đình, nắm bắt được sự di chuyển của các ngôi sao vào chính phương vị trên tinh bàn. Ta có thể bài trí đồ vật màu sắc theo ngũ hành của quẻ huyền không phi tinh, giúp ngôi nhà hoặc mảnh đất này giảm hung tăng các lợi. Lập được quẻ ngôi nhà không nhất thiết phải dùng những vật phẩm cầu kỳ, có thể dùng những bức tranh, một tấm thảm sơn lại màu sắc vẫn có thể ứng nghiệm. Nếu phong thủy đại diện cho tài lộc thì tâm trí sáng suốt đại diện cho cách dụng tài. Để tâm không bị nhiễu loạn, ta có thể tập hành thiền. Trong cuộc sống, cái gì quá mức là mất cân bằng, làm việc gì cũng nghĩ đến phong thủy hay xem ngày tháng năm tốt xấu là tự đánh mất sự an lạc. Người hành thiền dễ có tâm an tịnh. Người có niềm tin về tôn giáo sẽ tìm cho mình con đường đạt đến sự giác ngộ. Hướng Tây Nam trong hậu thiên bát quái là quẻ khôn thuộc thổ, đại diện cho người mẹ, đại diện cho nữ gia chủ hoặc là nữ giám đốc. Cửa nhà hướng Tây Nam đại biểu cho nữ gia chủ thường xuyên vắng nhà. Nếu nhà hướng Tây Nam bị thiếu gốc, đại diện cho vận trình nữ gia chủ bất lợi. Dựa vào dụng thần mệnh khuyết, nếu bài trí đồ vật không phù hợp với lá số của nữ gia chủ, có thể gây bất lợi hoặc là không thoải mái khi về nhà. Bát tự mệnh khuyết là gì? Ví dụ, nữ gia chủ sinh mùa hè tháng Tỵ Ngọ Mùi, thường là dư hỏa, kỵ hỏa, thiếu thủy. Sinh vào mùa xuân, vào tháng Dần Mão, thường là thiếu kim, kỵ mộc. Sinh vào mùa đông tháng Hợi Tý Sửu, thường là kỵ thủy thiếu hỏa. Và sinh vào mùa thu tháng Thân Dậu, thường là kỵ kim thiếu mộc. Dựa vào dụng thần, ta có thể bài trí góc Tây Nam sao cho phù hợp với nữ gia chủ hoặc là người mẹ. Khải Toàn sẵn lòng trợ duyên cho các bạn yêu thích phong thủy tự học thuật số, truyền tải đến các bạn kiến thức phong thủy chân chính, giúp cải biến cuộc sống thuận lợi. Tuy nhiên, phong thủy cải biến cuộc sống vài phần nhỏ, phần lớn vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và lòng hào hiệp giúp người. Dù tin hay không, nhân quả vẫn luôn tồn tại. Ví dụ, đọc sách là nhân, kiến thức là quả. Đọc sách nào có kiến thức ấy, trồng hạt nào sẽ có quả ấy. Nhưng các bạn cũng nên nhớ, có cây ta trồng vài năm có trái, có cây ta trồng rất nhiều năm mới có quả. Trước khi xem video này, các bạn có thể xem thêm về video hướng dẫn đo tọa độ và phân cung phong thủy nhà trong kênh của Khải Toàn. Vì đây là một video quan trọng để xác định được tọa độ, biết cách phân cung ngôi nhà cho việc lập tinh bàn sau này và bài trí phong thủy theo. Các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn để xem thêm các bài viết về dụng thần bát tự và huyền không phi tinh ở các website. Trong video này, Khải Toàn đề cập đến các quẻ nhà hướng Tây Nam theo huyền không phi tinh. Nếu chưa biết huyền không phi tinh là gì, sẽ khá bỡ ngỡ. Nếu cửa nhà ở hướng Tây Nam, tọa sẽ là Đông Bắc, tức cuối nhà là Đông Bắc thuộc thổ. Nếu hướng nhà ở Thân, tọa tại Dần, hợp với ai mệnh thiếu mộc. Hướng nhà ở Mùi hoặc Khôn, tọa sẽ là Cấn Sửu, hợp với ai mệnh thiếu thổ. Tọa của ngôi nhà có ngũ hành hợp với bát tự cho thêm vài điểm tốt. Nhà hướng Tây Nam có 3 cung, Mùi, Khôn, Thân. Tức ngày tháng năm có Mùi hoặc Thân không phải là ngày tốt cho việc chọn ngày lành. Nếu tính đơn giản, nhà hướng Tây Nam thuộc hành thổ, hướng Tây Nam hợp với Tây tứ mệnh. Các phương pháp này mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không áp dụng cho các quẻ huyền không phi tinh. Vì huyền không phi tinh đòi hỏi sự tính toán chính xác rất là phức tạp. Mời các bạn cùng theo dõi. Dữ liệu đầu tiên ta phải có là tọa độ chính xác của một ngôi nhà.
hướng Tây Nam thì đất chung chung. Vì một hướng có 3 sơn, một sơn có 15 độ, hướng Tây Nam từ 203 cho đến 247 độ. Hướng Tây Nam bao gồm 3 sơn, mùi khôn thân. Để biết cách đo tọa độ, các bạn phải xem lại video hướng dẫn đo tọa độ. Học thuật cần có căn cơ, người sáng dạ học hoặc xem video vài lần dễ hiểu, người kém duyên nhưng vì đam mê học thuật phải học đi học lại rất là nhiều lần. Phần nào chưa hiểu hãy lướt qua phần tiếp theo, sau đó trở lại phần chưa hiểu, dần dần sẽ ngộ ra. Các bạn nên biết, thành công nhờ kiên trì, trí tuệ nhờ chánh niệm. Thế nào là phong thủy tốt? Cứ sạch sẽ gọn gàng, tâm lý vui vẻ, có lòng thông cảm là phong thủy tốt. Học huyền không phi tinh là lý khí, không thể thiếu kiến thức về loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, ví dụ như cách cục, phòng ngủ, bàn thờ, phòng khách, ngồi làm việc, từ cửa. Tất cả những gì ta thấy được, ta cảm nhận được đều là loan đầu. Ví dụ quan trọng nhất về loan đầu là môn chủ táo. Môn tức là cửa, chủ là phòng ngủ chủ nhà, táo là bếp. Ví dụ nhà bếp dựa vào dụng thần của nữ chủ nhà để trang trí sao cho hài hòa về màu sắc. Từ cửa chính nhìn vào không nên thấy bếp. Đối diện bếp không nên có cửa, kỵ nhất là cửa nhà vệ sinh. Tầng trên và tầng dưới không nên có nhà vệ sinh đè lên bếp. Điều này cũng tương tự như bàn thờ hoặc là giường ngủ, tầng trên không nên có nhà vệ sinh đè lên. Về phòng ngủ và giường ngủ của chủ nhà, không nên đối diện các loại cửa. Ở trên đầu không nên có xà ngang hoặc là dầm ngang đè lên giường. Cũng trong phòng ngủ, kỵ nhất là có gương đối diện cửa hoặc là đối diện vào giường. Gương là một loại hung sát, nếu đối diện cửa ra vào hoặc là đối diện vào giường sẽ gây nên đào hoa sát, tức là biến một thành hai. TV cũng là một chiếc gương mờ khi không dùng tới. TV thuộc hỏa, nếu mà thiếu hỏa có thể đặt TV trong phòng ngủ, nhưng không nên để TV trong phòng ngủ vì ảnh hưởng đến giấc ngủ. Phong thủy loan đầu phổ biến nhất và dễ phạm nhất là tranh ảnh. Không nên treo tranh ảnh kỳ quái, tranh ảnh mãnh thú hoặc là tranh ảnh quá nhiều đến tôn giáo, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cả nhà. Nếu tranh ảnh liên quan đến con hiền hòa, đầu nên quay vào trong nhà, tương tự như nước, tranh nước, nước chảy vào trong nhà. Liên quan đến tranh ảnh những con vật hung dữ thì đầu nên quay ra cửa chính. Đàn piano, ghế massage hoặc là máy giặt khi không dùng đều là thuộc thổ. Trong huyền không phi tinh, nếu mà tìm ra được cung tốt, đặt két sắt là tốt nhất. Đó là tính về khí. Còn tính về hình thì két sắt không nên lộ ánh sáng, càng kín đáo càng tốt. Một loại phong thủy loan đầu dễ phạm phải nhất đó chính là tạp vật. Tất cả những vật không dùng ta ngày một chất đóng không vứt đi, để lâu ngày chúng sẽ phát sinh ra vi khuẩn. Ở thành phố, tất đất là tất vàng, càng chất chứa nhiều đồ vật không dùng càng khiến tâm ta chấp trước. Và khi chọn mua nhà, điều quan trọng nhất là cách cục của ngôi nhà. Nhà tốt phải là nhà vuông vắn, không nên bị thiếu góc. Bây giờ Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn bài trí theo quẻ huyền không phi tinh. Đầu tiên, định được thời điểm dọn vào căn nhà ở. Nếu sau 2004 sẽ thuộc vận 8. Tất nhiên là các bạn có sẵn tọa độ của ngôi nhà. Tiếp theo, các bạn theo một trong ba quẻ sau đây của nhà hướng Tây Nam. Để tiện theo dõi, Khải Toàn sẽ gọi số quẻ kèm theo tên hướng. Ví dụ quẻ 1 ta có Sửu Sơn Mùi Hướng. Từ 204 cho đến 217 độ. Ở hướng Tây Nam ta có Ngũ Hoàng và Bát Bạch. Đang ở vận 8 nên nơi nào có số 8 được xem là phương vị tốt. Tại nơi này nên có nước để kích tài. Không nên có hỏa, không nên có đồ vật cao lớn và không nên có tạp vật. Vì Ngũ Hoàng đại diện cho hung sát, nên thông thoáng, thấp và ánh sáng vừa đủ.
tại hướng Tây ta có Cử Tử và Tam Bích, nên có một bức tranh núi, nên dùng màu đỏ, không nên dùng xanh lá. Tại Tây Bắc ta có Nhất Bạch và Tứ Lục, đây cũng là một cặp sao tốt. Tại hướng Tây và Tây Bắc nên có chân núi, nên có tủ cao, không nên có nước. Tại hướng Bắc ta có Lục Bạch và Cử Tử, ở đây có dùng một, tại đây có thể dùng một bức tranh cửu ngư, không nên dùng kim. Tại Đông Bắc ta có Bát Bạch và Nhị Hắc, không nên có nước, thay vào đó nên có vật cao lớn, bức tranh núi. Tại hướng Đông và hướng Đông Nam ta có Tứ Lục và Thất Xích, Tam Bích và Lục Bạch, hai hướng này đều kỵ kim và kỵ mộc, không nên dùng kim và dùng mộc. Hai hướng này thích tĩnh không thích động, ví dụ không nên để quạt, không nên để loa. Nếu ở đây dùng nhiều mộc hoặc là động sẽ dễ gây nên thị phi. Tại Đông và Đông Nam nên dùng ít hỏa. Tại Nam, Thất Xích và Nhất Bạch ta nên có thủy. Thủy bao gồm hồ cá, tranh sông nước. Tại Trung Cung ta có Nhị Hắc và Ngũ Hoàng. Nhị Hắc Ngũ Hoàng kỵ hỏa, kỵ thổ, nên có một ít kim loại để hóa sát. Trong quẻ nhà Sửu Sơn mùi hướng này 204-217 độ, các cung tốt bao gồm Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Cung tốt nên dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng khách. Tại Tây Nam nên dụng thủy, không nên dụng hỏa, cho dù lá số của nữ gia chủ khuyết hỏa cũng không nên tăng cường hỏa tại đây. Thông thường một lá số khuyết hai ngũ hành và kỵ cũng hai ngũ hành. Quẻ nhà Sửu Sơn mùi hướng này ở vận 8 được xem là một cách cục tốt, nhưng qua vận 9 không phải là quẻ tốt, vì sao số 8 đã thoái khí và sao số 5 là sao hung. Tiếp theo sẽ là quẻ Cấn Sơn Khôn Hướng 218-232 độ và Dần Sơn Thân Hướng 236-243 độ. Tại hướng Tây Nam ta có Bát Bạch và Nhị Hắc. Tại Tây Nam không nên có nước, không nên có thủy, thay vào đó nên có bức tranh núi hoặc là hòn non bộ, nên có tủ cao lớn và vật cao lớn, có thể dùng làm phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Tại hướng Tây và Tây Bắc có Tứ Lục và Thất Xích, Tam Bích và Lục Bạch, tại hai hướng này đều kỵ kim và kỵ mộc, không nên có kim loại, không nên có nhiều cây cối, thay vào đó nên có ít hỏa. Và cũng tại hai hướng này không nên động, nên tĩnh. Tại hướng Bắc ta có Thất Xích và Nhất Bạch, ở đây nên có một ít thủy hoặc là bức tranh cửu ngư. Tại Đông Bắc ta có Ngũ Hoàng và Bát Bạch, nên có nước để kích tài. Tại Tây Nam và Đông Bắc nên có một ít kim loại để hóa sát Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Tại hướng Đông ta có Cử Tử và Tam Bích, nên có tranh núi, nên có hỏa, không nên có mộc. Tại Đông Nam ta có Nhất Bạch và Tứ Lục, nên có bức tranh núi, nên có tủ cao, không nên có nước. Tại hướng Nam ta có Lục Bạch và Cử Tử, ở hướng này nên có một bức tranh về sông nước. Trung Cung ta có Nhị Hắc và Ngũ Hoàng, ở đây nên có ít kim loại hóa sát và không nên có hỏa. Với quẻ nhà Cấn Sơn Khôn Hướng và Dần Sơn Thân Hướng này, các hướng tốt ta có Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam hoặc là hướng Đông. Tại các hướng tốt ta nên dùng làm phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Quẻ nhà này qua vận chính không phải là quẻ tốt. Quẻ số 3 233-235 độ hoặc là 244-245 độ, đây là quẻ khiêm. Tại hướng Tây Nam ta có Thất Xích và Nhị Hắc.
không nên dùng nhiều kim loại và nhiều hỏa, chỉ nên có một ít kim loại để hóa sát nhị hắc, không nên có nước, càng thông thoáng càng tốt. Tại hướng Tây, ta có tam bích và thất xích, đều là hướng kỵ mộc và kỵ kim, nên dùng một ít hỏa. Tại Tây Bắc, ta có nhị hắc và lục bạch, nên có một ít kim loại để hóa sát. Tại hướng Bắc, ta có lục bạch và nhất bạch, ở đây nên có ít thủy để kích tài. Tại Đông Bắc, ta có tứ lục và bát bạch, ở đây nên có nước, không nên có mộc. Ngược lại ở hướng Đông, ta nên có bức tranh núi vật cao lớn, không nên có nước, không nên có mộc. Tại Đông Nam, cũng nên có một bức tranh núi, không nên có nước. Tại hướng Nam, ta có ngũ hoàng và cửu tử, nên có một bức tranh cửu ngư. Ngũ hoàng và cửu tử vào các năm nào có thất xích bay vào thì đây là một quẻ xấu nhất, năm 79 là quẻ xấu nhất. Ở Trung Cung, ta có nhất bạch và ngũ hoàng, không nên có nước, không nên có hỏa. Với quẻ nhà này, các hướng tốt bao gồm hướng Bắc và hướng Đông Bắc. Ba quẻ nhà ở hướng Tây Nam này, ở vận 8 đa phần là quẻ tốt. Tùy vào bố cục hình thể bên ngoài ngôi nhà để biết được tốt xấu như thế nào. Ví dụ Sửu Sơn Mùi Hướng thì phía xa nên thông thoáng và nên có nước, phía sau lưng nên có nhà cao, hoặc là xa xa hơn nữa nên có nhà cao tầng. Ngược lại ở Cứng Sơn Khôn Hướng và Dần Sơn Thân Hướng thì phía trước không nên có nước, xa xa nên có một tòa nhà cao, sau lưng nên có nhà thấp hoặc là có con sông là cách cục tốt. Khải Toàn đã hướng dẫn ba quẻ nhà hướng Tây Nam theo huyền không phi tinh. Các bạn đang xem video nhà hướng Tây Nam theo quẻ huyền không phi tinh, đừng nhầm lẫn với bát trạch hay thuật số khác. Huyền không phi tinh là lý khí, luận thời điểm tốt xấu của một mảnh đất, của một phương vị. Để dụng phong thủy tốt hơn, nên tìm hiểu thêm về loan đầu và cả dụng thần bát tự. Nói đơn giản, hình thể bên ngoài và bên trong ngôi nhà hài hòa, đồ đạc bài trí vừa không gian và hợp mắt là loan đầu. Bài trí đồ vật theo ngũ hành cho từng phương vị là lý khí. Khải Toàn hy vọng các bạn có được kiến thức phong thủy chân chính, giúp cải thiện môi trường sống. Trên tất cả, sạch sẽ là phong thủy loan đầu tốt, tâm lý hòa thuận thông cảm là phong thủy lý khí tốt. Và đừng quên, hãy tập hành thiền mỗi ngày 10 phút cho tâm an tịnh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.